Địch Lệ Nhiệt Ba gây sốc khi quá gầy, nhan sắc lão hóa không hề nhẹ khi lên truyền hình. Hình ảnh mới đây của Địch Lệ Nhiệt Ba trên sóng truyền hình khiến khán giả ngạc nhiên vì nhan sắc có chiều hướng đi xuống không hề nhẹ. Mới đây, Địch Lệ Nhiệt Ba, Ngô Lỗi vừa tham gia show Happy Camp, khoái lạc bản doanh để tuyên truyền cho bộ phim sắp sửa ra mắt Trường Ca Hành. Xuất hiện trong chương trình, Địch Lệ Nhiệt Ba để tóc thắt bím, ngôi sao của Tam Sinh Tam Thế Trầm Thượng Thư cũng mặc trang phục trẻ trung đơn giản chứ không phải kiểu đầm váy lộng lẫy như những lần đi thảm đỏ trước. Từ trước giờ, Địch Lệ Nhiệt Ba luôn tạo ấn tượng với khán giả về những tạo hình thảm đỏ lộng lẫy, xinh đẹp của mình. Trong đoạn teaser của Happy Camp, tạo hình của Địch Lệ Nhiệt Ba khá dễ thương khi cô nàng để tóc thắt bím, nữ diễn viên diện bộ trang phục màu tươi sáng, trẻ trung nhưng vô cùng đơn giản, không giống như những bộ váy thướt tha, lộng lẫy như những lần mỹ nhân Tam Sinh Tam Thế Trầm Thượng Thư xuất hiện tại các sự kiện thảm đỏ. Mọi thứ đều ổn cho đến khi một số cư dân mạng đặt nghi vấn trước nhan sắc của mỹ nhân Tân Cương, bởi lẽ khán giả nhận thấy điều khác lạ trên khuôn mặt của cô. Nhìn thoáng qua những hình ảnh mới nhất của Địch Lệ Nhiệt Ba, nhiều người tỏ vẻ bất ngờ khi không thể nào nhận ra người trong ảnh lại là mỹ nhân Tân Cương Địch Lệ Nhiệt Ba. Dù đường nét trên gương mặt Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn rất xinh đẹp, nhưng cô nàng không giấu được dáng vẻ gầy gò. Vì chạy show quay phim, tham gia sự kiện quá nhiều nên cân nặng của Địch Lệ Nhiệt Ba giảm sút liên tục. Mặt Địch Lệ Nhiệt Ba đã nhỏ nay còn nhỏ hơn, bọng mắt to. Nếp nhăn hai bên khóe miệng hiện rõ lúc Địch Lệ Nhiệt Ba cười. Thêm đó, Địch Lệ Nhiệt Ba đánh phấn trắng quá đà, lại còn dùng thêm son môi đỏ tươi, nên mỗi lúc cô nàng nói chuyện hay cười, những đường nét không được sắc nét cũng lộ rõ trên sóng truyền hình. Cũng có thể, ngày thường khi studio của Địch Lệ Nhiệt Ba đăng ảnh thì có khả năng che giấu hình ảnh xuống sắc bằng cách dùng phần mềm Photoshop, nhưng khi nhìn vào những hình ảnh khi cô nàng tham gia show thực tế thì lại khác xa. Hình ảnh của nữ diễn viên cũng trở thành đề tài thảo luận của cư dân mạng theo chiều hướng tiêu cực, nhiều khuyết điểm hiện rõ trên khuôn mặt khó có thể nào che giấu được. Do đó, cư dân mạng cho rằng không có sự can thiệp về công đoạn chỉnh sửa của studio, Địch Lệ Nhiệt Ba thật kém sắc, mất đi sự trẻ trung, xinh đẹp như trong những hình ảnh trước đó. Đây không phải lần đầu tiên mỹ nhân Tân Cương bị chê xuống sắc. Trước đó lúc đóng Tam Sinh Tam Thế Trầm Thượng Thư, cô nàng cũng thường xuyên bị chê là da mặt xấu, biểu hiện trên khuôn mặt bị cho là không toát lên vẻ thần thái. Chỉ có thể là tại chưa dùng Photoshop chỉnh sửa nên mới xảy ra những lỗi đáng tiếc như vậy. Trước đó, hình ảnh Địch Lệ Nhiệt Ba xử lý sự cố sân khấu cực đẹp mắt đang được truyền thông Hoa ngữ quan tâm. Loạt ảnh cũ của ngôi sao Tam Sinh Tam Thế Trầm Thượng Thư xuất hiện trở lại trên Weibo. Trong loạt ảnh, Địch Lệ Nhiệt Ba diện chiếc váy sequin xẻ sâu ở vùng cổ, phần đuôi váy quét đất, đồng thời còn xẻ tà cao để giúp Địch Lệ Nhiệt Ba khoe khéo đôi chân dài. Sau khi nhận giải thưởng xong, Địch Lệ Nhiệt Ba rời khỏi sân khấu thì phát hiện gót giày cao gót đã dẫm vào đuôi váy, không hề nao núng, Địch Lệ Nhiệt Ba lập tức co một chân lên, rồi dùng tay gỡ phần váy bị dính ra khỏi gót giày. Tuy nhiên, trong loạt khoảnh khắc đáng chú ý này, phần ngực khủng của Địch Lệ Nhiệt Ba mới thu hút sự quan tâm nhất. Địch Lệ Nhiệt Ba nổi tiếng là sở hữu thân hình đẹp, cô nàng sở hữu chiều cao 1m68 khá lý tưởng, vòng một cũng đầy đặn chứ không phải màn hình phẳng như một số nghệ sĩ nữ khác. Có điều trong thời gian gần đây, vì chạy show khá nhiều nên Địch Lệ Nhiệt Ba mới sụt cân nhanh chóng. Nữ diễn viên lộ rõ gương mặt nhỏ xíu và bọng mắt to, làn da cũng chảy xệ chứ không căng bóng như ngày thường. Sắp tới đây, Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ quay trở lại màn ảnh nhỏ của bộ phim cổ trang mang tên Trường Ca Hành. Địch Lệ Nhiệt Ba đóng vai nàng công chúa Vĩnh Ninh, Lý Trường Ca. Trường Ca Hành là bộ phim truyền hình cổ trang Trung Quốc, cải biên dựa trên tác phẩm truyện tranh cùng tên Trường Ca Hành của tác giả Hạ Đạt, lấy bối cảnh đời Đường, xoay quanh câu chuyện về công chúa Vĩnh Ninh, Lý Trường Ca, cha của Lý Trường Ca bị hoàng đế Lý Thế Dân sát hại. Biết tin cha thiệt mạng, Lý Trường Ca trốn khỏi hoàng cung, giả trang làm con trai, che giấu thân phận lưu lạc trong dân gian, tìm cơ hội báo thù cho cha. Trên đường lưu lạc, Lý Trường Ca gặp gỡ dũng sĩ người đột quyết là A Sử Na Chuẩn, Ngô Lỗi đóng. Cặp đôi đã viết nên câu chuyện yêu đương ngọt ngào, lãng mạn nhưng cũng không kém phần bi tráng. Ngoài dàn diễn viên có tên tuổi tại thị trường tỷ dân như Địch Lệ Nhiệt Ba trong vai Lý Trường Ca, Ngô Lỗi trong vai A Sử Na Chuẩn, Lưu Vũ Ninh trong vai Hạo Đô, Triệu Lộ Tư trong vai Lý Lạc Yên, bộ phim còn có sức nóng vô bờ bến nhờ chính nguyên tác của nó.